Ngày 24 tháng 8 năm 2018 vừa qua, tại sân golf Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện Kayan Golf Tournament mùa giải đầu tiên đã diễn ra trong không khí thể thao sôi động và tinh thần giao lưu thân thiện. Dưới ánh nắng đầu thu vàng đượm trên sân cỏ xanh bát ngát, những nam nữ vận động viên golf đã thi đấu nhiệt huyết với tất cả tình yêu và đam mê. Hầu hết đều ở độ tuổi chính của đời người và sự nghiệp, nhưng sức trẻ, sự năng động khỏe khoắn, sáng tạo và lãng mạn trong từng pha ghi bàn đã mang đến cho Kayan Golf Tournament một bức tranh đầy màu sắc tươi mới và lạc quan. Chia sẻ của huấn luyện viên Kiều Ngoan, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Golf Kiều Ngoan, với sứ mệnh mang golf gần hơn đến với mọi người, công ty sẽ cố gắng kết nối các học viên khắp cả nước, trong khu vực và thế giới bằng việc thường xuyên tổ chức các giải golf mini định kỳ mỗi tháng một lần, đồng thời kết hợp với nhiều đơn vị khác tổ chức các giải golf với quy mô 144 vận động viên nhằm mang đến cho các thành viên Kayan Golf Club có thêm nhiều cơ hội kết nối sâu rộng, phát triển kinh doanh và nâng cao khả năng điêu luyện trong bộ môn thể thao mình yêu thích. Sau một ngày thi đấu tranh tài quyết liệt và đầy hứng khởi, lễ trao giải cho các golf thủ xuất sắc nhất đã diễn ra trong không gian ấm cúng thân mật tại phòng VIP hầm rượu vang của sân golf Tân Sơn Nhất. Giải Long Ridge Rider đã được trao cho Mr. Luke Hoàng Minh, giải New Ridge to the Pin và giải nhất bảng nam thuộc sở hữu của Mr. Nguyễn Văn Tiền. Đây là golf thủ đạt hai giải cùng một lúc nhờ tập luyện trên máy trên golf 3D của Nhật. Miss Trần Thị Thanh Phương Việt Kiều Tiệp Khách đạt hạnh phúc với chiến thắng giải nhất bảng nữ. Giải nhì bảng nam được trao cho Mr. Hoàng Văn Thắng, tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán Bảo Minh. Ban tổ chức đã trân trọng tặng bằng và cúp tri ân sự đóng góp của các đơn vị đồng hành như công ty trách nhiệm hữu hạn Erotic Marketing Asia Việt, công ty cổ phần chứng khoán Bảo Minh, thương hiệu ngọc trai MD Story, hệ thống cửa hàng vật tư nông nghiệp Hai Lúa, thẩm mỹ Xuân Trường, thương hiệu gạo sạch Cỏ Mây, ngân hàng Exim Bank, công ty du lịch Mỹ Úc Âu và công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo truyền thông Sao đã nỗ lực ghi lại những khoảnh khắc đẹp đáng nhớ của Kayan Golf Tournament lần thứ nhất. Dự kiến ngày 20 tháng 10 năm 2018 tới đây, Kayan Golf sẽ tổ chức giải golf giao hữu Việt Nhật và xúc tiến thương mại nhằm kỷ niệm 45 năm giao thương Việt Nhật. Cuối năm 2018, Kayan Golf Tournament sẽ tổ chức golf tour trong nước. Sang năm 2019 sẽ tổ chức giải golf tour đến nhiều nước trên thế giới để có thể kết nối với cộng đồng học viên của Học viện Kayan Golf tại các nước như Điệp Khách, Đức, Úc, Canada, Nga và Mỹ. Giải đấu Kayan Golf Tournament lần đầu tiên đã kết thúc thành công, bước đầu khẳng định niềm tin với lý tưởng, phát triển sân chơi chuyên nghiệp, đẳng cấp, văn minh và thân thiện. Thông tin về các chương trình tiếp theo và khai thác quyền lợi của nhà tài trợ, vui lòng xin liên hệ phòng marketing Kayan Golf 0917 347 227 0931 303 990.